Tối ngày 16 tháng 11, huấn luyện viên Park hang seo đưa lên Facebook cá nhân dòng trạng thái viết bằng tiếng Anh và tiếng Việt với nội dung: This is my first time on Facebook. And I enjoy reading through the comments after I finish work. Thank you all for your warm support. Đây là lần đầu tiên tôi sử dụng Facebook. Thật là vui khi có thể kết thúc ngày làm việc bằng việc đọc bình luận mà các bạn gửi đến. Cảm ơn vì tình cảm của các bạn đã dành cho tôi. Cách đây hai ngày. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam đã giật mình khi huấn luyện viên Park Hang Seo chính thức lập tài khoản Facebook cá nhân chính chủ với tên Park Hang Seo. Đây là tài khoản Facebook đầu tiên và duy nhất của huấn luyện viên người Hàn Quốc. Trong 5 năm làm việc tại Việt Nam, ông Park chưa từng có tài khoản Facebook cá nhân, dù vậy hàng chục trang Facebook mạo danh ông Park đã được lập ra và khiến không ít người nhầm tưởng đó là ông. Chỉ đến ngày 14 tháng 11 năm 2022 vừa qua, ông Park Hang Seo mới chính thức công bố lập tài khoản và sử dụng Facebook Bài đăng đầu tiên của ông Park đã gây sự chú ý của người hâm mộ và nhận được 17.000 lượt thích và hàng ngàn bình luận phấn khích từ người hâm mộ Việt Nam, Hàn Quốc. Chỉ hai ngày sau khi có Facebook cá nhân, tài khoản của ông Park Hang Seo đã có gần 30.000 người theo dõi. Hợp đồng của huấn luyện viên Park Hang Seo với VFF sẽ kết thúc ngày 31 tháng 1 năm 2023, sau đó ông sẽ chia tay bóng đá Việt Nam. AFF Cup 2022 là giải đấu cuối cùng ông Park đảm nhiệm vị trí huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam. Ngay sau khi V-League 2022 kết thúc, Dự kiến ngày 23 tháng 11 đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung để chuẩn bị cho AFF Cup. Trước khi dự AFF Cup, vào ngày 30 tháng 11, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Borussia Dortmund Đức trên sân Mỹ Đình.